Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, Việt Nam hiện nay xuất khẩu cá ngừ sang 107 thị trường trên thế giới. Ba thị trường tiêu thụ lớn nhất cá ngừ Việt Nam là Mỹ, EU và Nhật Bản. Hai tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Ý tăng mạnh, đạt hơn 5 triệu đô la Mỹ, tăng 189% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Ý chủ yếu nhập cá ngừ tươi sống và đông lạnh của Việt Nam. Xuất khẩu cá ngừ của cả nước năm ngoái đạt gần 455 triệu đô la Mỹ, trong đó tỷ trọng giá trị xuất khẩu cá ngừ tươi sống, đông lạnh và khô tăng lên chiếm hơn 54%. Theo VASEP, với các hiệp định thương mại tự do FTA Việt Nam EU, sắp tới là TPP, xuất khẩu cá ngừ sẽ tăng mạnh.